Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải, Sở Giao thông Vận tải tỉnh đề nghị các đơn vị trực thuộc tùy theo lĩnh vực phụ trách tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông gắn với phòng chống dịch Covid-19, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa lễ hội Xuân nhâm dần 2022. Theo đó, ban quản lý dự án công trình giao thông và các đơn vị quản lý đường chỉ đạo bộ phận tư vấn giám sát nhà thầu thi công khẩn trương thi công hoàn chỉnh các công việc còn lại, dọn dẹp toàn bộ công trường thiết bị thi công phải tập trung đúng nơi quy định không gây cản trở giao thông trả lại toàn bộ mặt đường hiện có đảm bảo phương tiện lưu thông thuận lợi nếu có nhu cầu thi công trong dịp nghỉ tết dương lịch tết nguyên đáng và mùa lễ hội xuân nhâm dần các nhà thầu thi công phải lập kế hoạch phương án cụ thể đảm bảo an toàn trong quá trình thi công bên cạnh đó các đơn vị quản lý đường chuẩn bị phương án dự phòng nhân lực phương tiện vật tư để chủ động thực hiện công tác đảm bảo giao thông khắc phục kịp thời hư hỏng công trình đường bộ và các điểm hay xảy ra ủng tắc giao thông Sở cũng yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải kiểm tra điều kiện an toàn giao thông của lái xe và phương tiện trước khi thực hiện hành trình. Đội ngũ lái xe nhân viên phục vụ trên xe tuân thủ các quy định trong công tác phòng chống dịch Covid-19.